đá ngoài của Salah khiến cho trái bóng đi trúng xà ngang. Từ một sự yên tâm thì đó sẽ là một hiểm nguy rất lớn. Còn đây là pha truy về là trước đó của Mohamed Salah. Thực tế thì đây là một quả tạt, một quả tạt hỏng dẫn tới dài. Javier Lewis đã cướp được bóng và Salah đang tăng tốc. Mohamed Salah cơ hội đây rồi, sút bóng vẫn không vào. Juanjo Vicario bắt cho những sai lầm của tuyến trên. Vừa rồi là sai lầm của Papessa. Đây là một pha bóng mà Javier Lewis dứt điểm là hợp lý thôi. Có cơ hội dành cho các cầu thủ Liverpool. Đánh đầu nguy hiểm, cơ hội Gapo, khoảng trống Salah. Nhìn thái độ ăn mừng này của Mohamed Salah thì đây là bàn thắng cho Liverpool, 1-0 cho đội chủ nhà. Lại một lần nữa thì chúng ta thấy Mohamed Salah đã xuất hiện rất nhanh ở phía sau hàng phòng ngự của Tottenham Hotspur. Những đường chuyền bổng là thứ vũ khí mà Liverpool dành tặng cho Tottenham Hotspur ngày hôm nay. Salah ghi bàn, Salah hôn vào đất. Anh vẫn còn yêu lắm mảnh đất này, mảnh đất Anfield. Chúng ta hãy cùng nhìn lại những pha đảo cánh và thực hiện một cú bấm bóng vào phía bên trong cực kỳ ấn tượng. Romero là người đã đứng thấp nhất trong hệ thống phòng ngự của Tottenham Hotspur ở khoảnh khắc này. Và ngay lập tức anh cùng với hàng phòng ngự của Tottenham đã bị trừng phạt với cú đánh đầu của Mohamed Salah. Sự nhạy cảm là những gì mà Salah đã có ở trong pha bóng này. Alexander Arnold gặp xin bóng, đó là đường chuyền vào cho Robertson, dứt điểm Robertson, 2-0 cho Liverpool ở phút 45. Đó là sự hiệu quả từ những đợt tấn công liên tục mà Liverpool tạo về phía khung thành của Tottenham Hotspur. Hàng phòng ngự vốn đã mong manh của Spurs nay phải nhận rất nhiều những pha dứt điểm, những tình huống áp đảo, những pha áp sát của đội bóng áo đỏ. Và cứ thế hệ thống ấy vỡ vụn trước cách tấn công và dứt điểm của đội chủ nhà. Liverpool không muốn dừng lại ở trong những đợt lên bóng của mình. Và đây cũng không hề có bất kỳ một lỗi việt vị nào của các cầu thủ áo đỏ cả. Những quả tạt dù có gần hay có xa thì bóng vẫn đến được với vị trí của những cầu thủ áo đỏ. Mọi thứ đã xảy ra quá nhanh và Vicario cũng như là hệ thống phòng ngự của Tottenham Hotspur cũng không thể làm gì hơn.